chị Thi, công nhận em thấy chị khéo tay thiệt á. Tất nhiên rồi, chị là người chị tài năng của em mà. À, mà em biết không, ở dưới quê chị á, chị có nguyên cái vườn hoa dưới sau hè á, siêu đẹp luôn. Wow, nhưng mà tiếc là mình chưa đủ để mua một cây thôi. Nhưng mai mốt em sẽ đi dành tiền để mua thật nhiều cây để trồng nguyên vườn luôn. Ê, mà chị có ý này nè. Ý gì chị? Hay là để chị điện thoại về cho tía chị, nói tía chị bán 3 con heo đi, xong mình lấy tiền mình mua hoa cái mình trồng nguyên khu vườn này luôn. Thôi không được đâu, chị để dành tiền để đóng tiền học đi cho ba Tùng đỡ tốn, vậy là được rồi. À, em đúng là một đứa con có hiếu. Thôi chị đừng có ôm em dơ lắm. Hai chị trồng cây đẹp quá à. Candy, Candy ơi, cái này không phải là chị trồng đâu mà là chị Thi trồng á. Chị An đúng là sướng thiệt, có người chị tài năng. Còn anh hai của em thì con Candy này sao lúc nào cũng nói anh rời ẹc vậy? Anh có biết trồng cây không? Mấy cái loại cây này ấy, bé tí ngày nào cũng chả trồng. Anh là anh có thể trồng mấy cái loại cây cao rồi này nhá. Thì con anh vô anh trồng thử đi. Cái chỗ này là cái công viên, bảo vệ đi qua mà nhìn thấy là tóm cổ ra ngoài ngay. Tôi nhìn ông nãy giờ nha. À, tôi trồng cây ở chỗ này á là chỉ muốn cho công viên mình xanh sạch đẹp hơn thôi, mắc gì cứ bảo vệ tóm cổ tôi. Thì nhớ nhá. À, Dinu. Gì á? Dinu, nhìn đây này. Gì mà tụ tập đây hả? Dinu, hai cái người này là tự ý đào bới cây trong công viên không xin phép này Dinu. Cái gì? Đây gì nhìn đi. Đào bới. Chính xác. Trồng cây trong công viên không xin phép. Đứa nào? Còn không? Còn không ạ. Không hề cái gì. Ai trồng? Đứa nào? Con. Nhà con nữa. Hai đứa trồng cây hả? Con xin lỗi gì nữa? Tại sao xin lỗi gì? Quá giỏi, quá xuất sắc. Trời, tụi con còn nhỏ mà biết yêu cây xanh, biết trồng cây, biết bảo vệ môi trường là quá xuất sắc rồi. Dì tiên dương hai đứa nha. Nè, để thưởng á thì dì sẽ thưởng cho mỗi đứa một ly trà sữa dịu hơn. Yeah! Nhỏ này có trồng không? Dì nội ơi, hay là lấy ly của con cho em đi. Quá giỏi, quá xuất sắc. Trời, mới bay lớn rồi đã biết yêu thương, biết san sẻ cho em. Được rồi, ba ly nha. Yeah! Thằng này có chồng không? Không. Không chồng thì khỏi uống. Tập tập bơm. Hãy đợi đấy. Ai vậy? Con chào gì nụ? Quýt đó. Con chào gì? Làm gì ở đây? Con đang làm một việc có ích cho đời gì? Làm một việc có ích cho đời? Làm gì mà cao cả quá vậy? Thì dì thấy xem, về sau cái công viên này sẽ mọc lên một cái cây vô cùng là đẹp. Là sao? Đây, dì nhìn đi. Ta-da. Cái cây quá trời bông hồi sáng rồi. Con không biết, nhưng mà nói chung là cái cây này là con đang trồng và trồng riêng cho dì thôi. Mắc gì trồng riêng cho dì? Thì cái dì cứ nhìn xem. Một cái cây không có hoa mà toàn là nụ. Mà dì tên gì? Dì tên Nụ. Cái cây này là quá hợp với dì rồi. Quá đẹp phải không dì? Sâu quá trời ơi. Cái cây bông hoa rõ sáng của tôi đâu rồi? Hả? Thì con đâu rồi? Con không biết. Con không biết thật. Trời ơi. Cái cây bông hoa. Mày chứ không ai hết. Không phải con. Chứ không ai hết, cái cây bông hoa người ta đang đẹp ở đây mày quăng lên đó hả? Đứng im đó. Ủa, dì làm gì thế? Gọi điện thoại chứ làm gì? Gì quá. Anh bảo vệ hả? Anh đi vô ngay cái khu công viên giùm tôi. Ngay cái phòng xây giùm tôi đi.